Và những năm gần đây thì tình trạng sạt lở ven các con sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Hàng ngàn hecta đất sản xuất cũng như là đất ở của người dân đã bị nhấn chìm xuống sông. Chính vì vậy mà người dân sống ven sông lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Những hình ảnh sau đây được thực hiện tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Bờ sông Nhùng tại xã Hải Lâm. Và đây là những gì còn sót lại sau vụ lở đất nghiêm trọng vừa diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Toàn bộ hơn 100 mét đường đã bị xé toạc. Đất đá trên mặt đường và cây cối bị cuốn phăng ra gần giữa sông. Đang nằm ngủ mà thấy nghe một cái âm ra chạy ra thấy cũng có đường lên đấy. Thật luôn để sống cả rồi. Nhà tôi đó ở gần á, có mưa mưa lụt thì có lặng sờ không đấy đó. Chứ không biết mình á. Chưa là giờ là cấp trên để về quan sát cái thứ đó răng cho chưa ngồi sờ không rồi. Cũng theo người dân ở đây cho biết, những năm trước đây, tình trạng sạt lở ở khu vực này chỉ xảy ra vào mùa mưa bão và có lũ. Nhưng năm nay, tình hình sạt lở rất bất thường. Riêng trong vụ sạt lở xảy ra mới đây, đã cắt đứt tuyến đường làng, không thể lưu thông, nhiều điểm sạt sát vào mép sân của nhà dân. Những cái hộ dân ở đây là coi như những năm nay là coi như là bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù họ đã lùi cái đường này là ngày xưa là đường làng gọi là đường liên thôn, nhưng mà bây giờ họ đã lùi vào đến lần thứ ba rồi nhưng mà vẫn bị sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản và nhà cửa của họ. Những vết nứt bên bờ sông Nhùng vẫn ngày một lớn hơn. Cuộc sống của những người dân nơi đây được ví như đang ở trên miệng cọp.